Chuyện ngôn tình, bà xã, anh chỉ thương em. Tập 1, chương 1. Anh à, xin anh cho tôi một đêm có được không? Chẳng lẽ là đây? Đằng Viên mở phía đông nam thành phố C, không chỉ địa vị địa lý tốt, còn có phong cảnh tuyệt đẹp mê người, từng dãy núi nhỏ nhỏ trùng điệp, một dòng suối nhỏ trong suốt quanh co, lại từng có thảm cỏ xanh mượt trải dài, khiến người xem cảm thấy tâm tình vui vẻ, có cảm giác như được hòa mình với thiên nhiên. Vài biệt thự lộng lẫy kiểu châu Âu u ám nằm trên đan sen ở trung tâm khu vườn, càng làm tăng thêm vài phần lãng mạn. Nơi này chính là nơi mà lúc trẻ Đặng Phu Nhân xây dựng, bây giờ cũng xem như là nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời rồi. Bên trong đền thờ nhà họ Đặng, Quý Đôn, Đặng Phu Nhân chắp hai tay trước ngực, quỳ gối trên nệm, miệng khẩu khẩn: Liệt tổ liệt tông họ Đặng, xin hãy phù nhị khô A Tư khỏe mạnh, nhanh cưới cháu giàu về nhà. Này nó đã ngoài 30, nhưng một chút hứng thú với phụ nữ cũng không có. Cháu đội bảo bối tuyệt đối không thể là một tên này được. Trong phòng khách, Đặng Phu Nhân nhíu chặt mày lại, tựa vào sofa, hai mắt khép hờ. Tối hôm qua, mấy người được đưa vào phòng A Tư đều đuổi ra ngoài. Quản gia Đặng Phúc cúi gật. Đúng vậy, tôi còn dặn bọn họ phải dùng hết khả năng giảm rũ cậu chủ, nhưng đều thất bại. Cậu chủ... Tuy rằng ông đã làm quản gia ở Đằng Viên hơn 30 năm, nhưng vẫn không thể tùy tiện nói lung tung được. Dù sao, cảm xúc của chủ nhân đều liên tục thay đổi theo tâm tình. Tôi biết rồi. Đằng Phu Nhân thở dài, việc trung thân đại sự của cháu nội bảo bối là một bận tâm lớn nhất của bà. Từ khi mới sinh ra, đã bị mẹ vứt bỏ, sau lại bị tình nhân của bà nó mang về quấy rối. Nên từ đó, về sau nó sinh ra một loại tâm lý kháng cự với phụ nữ. Tô hồ, tất cả mọi người trong thành phố đều biết, trong vòng mấy mét xung quanh Đằng Thiếu không thể có phụ nữ xuất hiện. Nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vì việc này mà Đằng Phu Nhân còn mời cả bác sĩ tâm lý đến tư vấn, hỏi xem có biện pháp nào giải quyết không, cứ như vậy sẽ không ổn. Nhưng bác sĩ lại nói rất qua loa. Nói như vậy, rơi vào tình huống đó quả thật rất dễ, làm cho tính tình cậu chủ thay đổi. Nhưng không lại bỏ khả năng có thể chữa khỏi, có thể một ngày nào đó cậu ấy tìm thấy một nửa của mình thì sẽ tốt lên thôi. Cho nên việc này không thể gấp được, chỉ còn cách là ngày ngày đưa những người phụ nữ khác nhau đến cho cậu ấy thôi. Sẽ có lúc cậu ấy tìm được. Lão phu nhân, thiếu gia nói, về sau đừng đưa những người như vậy đến cho cậu ấy nữa, như vậy sẽ chỉ làm cậu ấy càng ghê tởm hơn mà thôi. Đặng Phúc nhỏ giọng nói, ông hầu hạ thiếu gia từ nhỏ đến lớn, rất rõ ràng tính cách của cậu ấy. Nếu như việc này không phải do bà chủ sắp xếp, chỉ sợ... Đặng phu nhân tức giận đến thiếu chút nữa tăng huyết áp, vỗ vỗ ngực, xót xa nói. Thằng nhóc này, muốn tôi tức chết đây mà. Rồi nhìn về phía Đặng Phúc. Chẳng lẽ A Tư thật sự thích đàn ông? Phu nhân, bà suy nghĩ quá nhiều rồi, sao thiếu gia có thể thích đàn ông được? Chẳng qua chưa tìm được người phụ nữ khiến cậu ấy động lòng thôi. Đặng Phúc bị dọa thiếu chút nữa đổ mồ hôi lạnh, xem ra phu nhân thật sự rất nổi nóng. Ai, chỉ hy vọng như thế. Đặng Phúc, ông nói với Nam Cung Hẳn để ý hành động của A Tư, có gì thì báo ngay cho tôi biết. Vâng. Ông đi xuống đi, tôi muốn ngồi một mình một chút. Đặng phu nhân mệt mỏi phất tay, nhà họ Đặng rất ít người, cả đời đều chỉ có một đứa con trai, đến đời A Tư lại phát sinh ra chuyện này, sao bà không lo lắng cho được. Thành phố C, đêm này nhất định là một đêm khác thường. Mây đen kịt đang kín bầu trời, giống như là bị một lớp vải nhung đen bao phủ, khiến mọi người ngột ngạt hít thở không thông, gió lạnh thấu xương cản đất, làm người ta rét run. Lương Chân Chân ôm chặt cánh tay, cả người run lên. Trên người cô chỉ mặc một chiếc đầm màu trắng bằng vải bông mỏng manh, tóc dài mềm mại để phía sau đầu, vài sợi tóc bị gió thổi tung vương trên khuôn mặt trắng nõn mềm mại, mà một nét đẹp khó nói thành lời. Người qua đường ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt khác thường, đánh giá: cô gái này không phải đầu óc có vấn đề chứ? Trời sắp mưa mà lại một chiếc đầm mỏng manh đứng trên đường, rõ ràng lạnh đến cả người phát run mà vẫn cố chịu đựng. Lương Chân Chân cắn chặt môi, ngẩng mặt nhìn thấy mấy chữ lấp lánh bằng vàng trên đầu. Khách sạn Đế Hào Tư. Sở dĩ cô mặc như thế này, bởi vì để bán mình.
Đương nhiên, cô không phải là loại người bị ổi tê tiện, cũng không phải thất tình, càng không phải trong lòng bị đả kích. Chẳng qua là buộc phải lòng phải làm như vậy. Ầm ầm, một tiếng sấm vang lên thật lớn, một tia chớp xẹt ngang qua, bầu trời như muốn nứt ra, mây đen cuồn cuộn kéo tới. Không thể nào! Đường Chân Chân ôm hai cánh tay đang lộ ra ngoài, ngửa đầu nhìn gió mây đang rít gào trên không. Xem ra trời sắp mưa, nhưng mà cô không mang theo dù. Trời ơi, hơn nữa, bây giờ cô không thể bỏ đi. Trong lòng thầm cầu nguyện ông trời thương xót, trăm ngàn lần đừng mưa, muốn mưa cũng để tìm được người đã. Nhưng không may, sấm vừa rạch ngang trời, thì tiếng sấm ầm ầm kéo đến, quay cuồng trên bầu trời, rít gào, thoáng chốc từng hạt mưa như hạt đậu rơi xuống. Lương Chân Chân bị mưa quất vào người, khẽ kêu lên, vẻ mặt ảo não, nghĩ thầm. Mưa to quá, xem chừng không tạnh ngày được. Đứng thẳng người, đôi mắt đen láy nhìn chung quanh tìm con mồi. Phải nhanh lên mới được, nếu không thì cô sẽ bị hết mất thôi. Thấy một chiếc xe thể thao màu bạc chạy tới, cô nhanh chân chạy đến, nói ra câu nói mà mình đã phải luyện tập N lần. Anh à, anh mua tôi một đêm được không? Tôi đảm bảo sẽ hầu ăn thật tốt. Người đàn ông trong xe khinh miệt nhìn cô từ trên xuống dưới một lần. Mua cô sao? Lúc này, ở ghế phụ, một người phụ nữ thò đầu ra, nhìn cô một cái. Dáng người như bán ép mà có muốn bán mình. Tốt nhất là mặc chiếc áo cúc 36C, rồi hãy đến đây. Thật không biết nhìn lại bản thân. Nói xong còn rất kiêu ngạo ưỡn bộ ngực để thẳng của mình, sau đó vẻ mặt thẹn thùng chui vào lòng tên đàn ông kia. Tên kia cười một tiếng đều cáng, tay lại cố ý nhéo ngực người phụ nữ kia một cái, sau đó ôm cô ta vào lòng, đi vào sảnh khách sạn Đế Hào Tử. Để lại một mình Lương Chân Chân đứng giữa trời mưa to, cô cắn môi, cúi đầu nhìn lại ngực mình. Quả thật như sân bay, thật đúng là những người qua đường đều nhìn cô bằng ánh mắt khác thường, nhỏ giọng thì thầm. Cô gái này, vậy mà tự hủy hoại mình, đúng là không biết tự trọng. Chứ còn gì nữa? Lạnh như vậy, còn cố ý ăn mặc hở hang ra đây dụ dỗ đàn ông, thật sự là không biết liêm sỉ. Đúng vậy, cô ta còn biết chọn chỗ tốt, mà được khách sạn Đế Hào Tư đều là người giàu có, có con rồi thì còn là không còn gì để lo lắng nữa. Chương 2, Nam Cung Thần dẫn cô đi tắm rửa sạch sẽ. Nước mắt dần dần làm mờ tầm mắt của cô, nhưng biết mình không được khóc. Cho dù có bị người ta khinh bỉ cũng phải tiếp tục kiên trì. Trong lòng, một lần lại một lần không ngừng thầm nhủ. Lương Chân Chân, mày phải kiên cường, không được để những thứ khác đả kích. Mưa to không ngừng rơi lộp bộp xuống đất, cùng với những tiếng sấm, tiếng sét càng lên mãnh liệt. Ông trời như là đang khóc thút thít, làm cho người ta cảm thấy tim cũng đập nhanh hơn bình thường. Lương Chân Chân cũng không nhớ rõ mình đã bị bao nhiêu chiếc xe đi qua tạt nước, bùn vào người, nhưng cô cũng không muốn nghĩ nhiều như thế. Mưa và nước mắt hòa vào nhau chảy xuống, làm ướt đẫm chiếc đầm trên người cô, gió lạnh thổi tới, thấm vào tận tim gan con người. Cô cố lấy dũng khí hỏi người mặc tây trang trang trọng, nhưng đều bị người ta nhìn bằng ánh mắt khinh thường từ chối, thậm chí có người từng rằng đầu óc không bình thường, là người điên, sợ tới mức chạy nhanh đi. Anh, xin mua tôi một đêm được không? Kỹ thuật của tôi rất tốt, tuyệt đối sẽ không làm anh thất vọng. Lúc đầu Lương Chân Chân còn ngượng ngùng, bây giờ đã trở nên chết nặng. Bây giờ cô vừa lạnh lại vừa đói, lạnh đến tận xương, lạnh đến tận ngủ lục phủ ngũ tạng, cả người không kiềm chế được mà run lên. Người ông kia dùng ánh mắt quái dị nhìn cô. Không phải là cô mới từ bệnh viện tâm thần chạy ra đây đấy chứ? Đầu óc không thường, thần kinh có vấn đề, chạy đến đây phát điên cái gì thế? Anh à, tôi... không có, tôi rất tỉnh táo. Lương Chân Chân gấp gáp giải thích. Tôi thấy cô đúng là bị thần kinh. Người đó chán ghét đẩy cô ra. Lương Chân Chân không hề nghĩ tới người đó sẽ đẩy cô, không cẩn thận, lạng chạng vài bước rồi ngã xuống đất, lại vừa vặn ngã vào vũng bùn. Nước bẩn bắn toàn bộ lên người cô, lại bắn tung tóe lên người đàn ông đang chuẩn bị lên xe ở bên cạnh. Trong nháy mắt, tay chàng đã dính nhiều vết bùn nhỏ, còn dây da thì lại làm loang lổ bùn. Những người đi bên cạnh anh ta đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng thầm than. Đầu sỏ ghen chuyện này chết chắc rồi, lại còn là phụ nữ nữa chứ. Kết cục
ai cho cô ta xuất hiện trong này? Giọng điệu của người đàn ông lạnh lẽo tựa như núi băng ngàn năm, làm cho người ta không tự chủ được dùng mình một cái. Lương Thiên Trần ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt đen như mực, thâm thúy không như thấy đáy, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, môi mỏng khẽ nhếch, lộ ra sự lạnh lẽo không nói lên lời. Rõ ràng rất sợ, nhưng không biết cô lấy dũng khí từ đâu ra, bước lên ôm đùi Lý Anh cầu xin. Anh à, xin mua tôi một đêm được không? Cút! Người đàn ông lạnh như băng quát lên. Những người bên cạnh anh cũng dám mở miệng, gan của cô gái này cũng thật lớn. Ai cũng biết, Đăng Thiếu rất chán ghét phụ nữ, chỉ cần Đăng Thiếu xuất hiện, trong vòng xung quanh vài mét không được xuất hiện phụ nữ. Cũng đừng có nói không sợ chết thử đến gần. Kết cục thật thê thảm. Mà cô gái nhỏ nhìn qua chư thế phát triển hết này, thật sự là ăn gan hùm mật gấu mà. Anh à, xin anh đừng đuổi tôi đi, tôi sẽ rất ngoan mà. Lương Trần nhịn không được vừa khóc vừa nói, cô cũng chỉ vì đến đường cùng. Vì sao cuộc sống của người nghèo lại khó khăn đến thế? Vì sao ông trai lại không công bằng như vậy? Tựa hồ, có cái gì lóe lên trong đầu. Đằng Cận Từ hoảng hốt nhíu mì lại, thu lại cái chân đang chuẩn bị đá ra, kỳ lạ nói một câu. Nam Cung Thần, dẫn cô ta đi tắm rửa sạch sẽ. Chương 3, cởi hết đồ ra biểu diễn. Trần Trần ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn đang nõn còn vương nước mắt lên, khó hiểu nhìn về phía người đàn ông cao ngạo trên đỉnh đầu kia. Anh ta, ý anh ta là muốn mua cô sao? Trái tim không nhịn được, đập loạn, thình thịch lên. Cô thành công rồi, mẹ Diệp được cứu rồi. Trái ngược lại với vẻ mặt sung sướng của cô, thì đám người Nam Cung Thần bên kia lại đồng loạt lộ ra vẻ mặt không thể tin. Đằng Thiếu anh mình sáng suốt, lạnh lùng vô tình của bọn họ, lại có thể đổi tính sao? Chẳng lẽ ngày mai mặt trời mọc hướng Tây? Đằng Cận Từ ở trước cửa xe lạnh lùng nhìn Nam Cung Thần đang đứng ngớ ra một bên, con mắt đen láy mang ý tứ cảnh cáo nói liệt, sau đó là tính xe khởi động đi mất. Thực ra, xin mời lên xe, trước tiên tôi đã đưa cô đi tắm nước nóng cho hết lạnh, sau đó sẽ đưa cô đến chỗ Đằng Thiếu. Còn nên làm thế nào thì tôi chắc cô hiểu được. Nam Cung Thần vô cùng ưu nhã nói, anh là trợ lý của Đằng Thiếu, đương nhiên có khả năng phỏng đoán suy nghĩ của cậu chủ. Lương Trần Trần cúi đầu ngùng gật, tuy rằng nhìn bộ dáng đàn ông kia rất giống đại minh tinh trên TV, nhưng giọng nói lại rất lạnh lẽo, làm cho tim người ta phát run. Lan Đình Uyển là một trong số bất động sản tư nhân của Đằng Cận Tư. Bình thường anh rất ít khi đến đó, lại lần đầu tiên cho phép phụ nữ bước vào. Đây quả thật là kỳ tích. Lương Trần Trần nắm chặt tay, vô cùng hồi hộp ngồi trên giường, suy nghĩ một chuyện rất quan trọng. Lần nữa ngoan ngoãn để anh ta xxx hay là chủ động ra trận hạ gục anh. Nhưng mà, như vậy mình có vẻ quá lẳng lơ không? Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng giày da cộp cộp. Cô sạt một tiếng ngồi sát lại giường hơn, nắm thật chặt khăn tắm mỏng manh trên người. Đều là do cô giúp việc kia, nói như thế nào cũng không chịu được quần áo cho cô mặc. Nói cái gì mà, để thuận tiện. Két, một tiếng mở cửa, con mắt đen lạnh lùng của Đằng Cận Từ nhìn gương mặt ửng hồng của cô gái nhỏ trước mặt. Bộ dạng cô ta căng thẳng mất tự nhiên, khiến cho người ta chán ghét. Anh trực tiếp ngồi dựa vào ghế sofa, tựa như ác ma, phun ra hai chữ. Cởi hết ra. Không khí trong phòng trong nháy mắt lạnh đi, khuôn mặt Lương Trần Trần càng đỏ hơn. Không phải là sẽ có màn dạo đầu sao? Sao lại nhanh như vậy? Tôi không muốn nói lại lần thứ hai. Đằng Cận Từ lạnh lùng, giọng nói như từ ngục truyền đến. Lương Trần Trần sợ tới mức cả người run rẩy, chậm rãi giơ tay lên, nước mắt không một tiếng động rơi xuống. Không cho phép khóc. Đằng Cận Từ liền chán quát. Phụ nữ đúng là người này còn đáng ghét hơn người kia mà. Thật sự là gặp quỷ, sao lại bảo Nam Cung Thần mang cô ta về đây chứ? Lương Trần Trần đắt cao cắn môi, cố gắng nuốt nước mắt ngược trở lại, nhắm mắt cởi chiếc khăn tắm duy nhất trên người mình ra. Thân thể trắng mắt xinh đẹp, hoàn toàn hiện ra trước mặt Đằng Cận Từ, lộ ra màu da trắng hồng mê người, tỏa ra mùi hương thiếu nữ, khiến hô hấp của anh đột nhiên trở nên dồn dập. Chết, cô ta vẫn nhắm mắt đứng ở bên kia, vẫn không nhúc nhích là muốn giả chết hay sao thế? Bắt đầu biểu diễn đi. Trong giọng nói lẽo còn ẩn chứa một tia tức giận. Biểu diễn?
Lương Chân Chân ngạc nhiên mở to mắt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó hiểu. Trong sách viết là phải đi đến ngồi trên đùi anh, sau đó hôn môi. Như cô biểu diễn đủ đặc sắc, tôi sẽ trả tiền, còn không thì mau cút đi. Đằng Đật Từ giống như là sắp tức giận nói. Chương 4. Còn mẹ nó, cô thử khóc một lần nữa xem. Trong đầu Lương Chân Chân nổ tung, không nói trước lại còn muốn người ta biểu diễn. Hơn nữa, biểu diễn mới phấn khích trả tiền, sao người này lại kỳ quái như vậy chứ? Cái này, trước hết tôi có thể mặc quần áo vào được không? Cô cúi đầu, cẩn thận hỏi, hai tay ôm trước ngực thật chặt, hai chân thon dài, thẳng tắp cố khép lại. Cả người như buộc chặt lại với nhau, yếu ớt như chiếc lá đưa trong gió. Cô rất không thích cảm giác trần trụi này, nhất là lại ở trước mặt người đàn ông nguy hiểm này. Cảm thấy đôi mắt của anh ta sắc bén như tia X quang nhìn thấu được thân thể của mình, kể cả những chỗ riêng tư cũng không bỏ sót. Việc này đối với một cô gái trong sáng 18 tuổi mà nói là rất xấu hổ và sỉ nhục. Không được. Dường như anh đang nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ này, Đằng Cận Từ sắp không thể nhịn được nữa. Trên thế giới này sao lại có người ngây ngốc như vậy cơ chứ? Lương Chân Chân bị anh nhìn vào ánh mắt nham hiểm và tàn nhẫn thì sợ tới mức co rúm người lại, hai mắt đẫm nước mắt. Tôi không bán nữa, không muốn bán nữa, anh cho tôi về nhà được không? Chết tiệt, cô nghĩ đây là đâu? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Đằng Cận Từ thật sự bị cô chọc giận rồi, đứng lên đi nhanh tới, cả người tản ra một loại khí thế khiến cho người khác sợ hãi. Ngón trỏ thô lỗ nâng cầm cô lên, ép cô nhìn về phía mình. Đừng có mơ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Lương Chân Chân dính đầy nước mắt, trong cổ họng phát ra tiếng giống như con mèo nhỏ đang nức nở. Anh ta thật là khủng khiếp, cô không bán nữa, cô muốn về nhà. Còn mẹ nó, cô thử khóc một lần nữa xem. Đằng Cận Từ tức đến thở hồng hộc, khuôn ngực phập phồng không yên. Không chỉ thế, dường như trong con mắt đen sâu thẳm và phát ra ánh lửa thô bạo. Ánh mắt đó tự như muốn giết người. Lúc này Lương Chân Chân đã sợ tới mức không dám thở mạnh, hai bờ vai run run theo tiếng khóc thút thít, mà hai bầu vú mềm mại trước ngực cũng theo đó mà phập phồng. Đằng Cận Từ nhìn miệng đắng lưỡi khô, có một loại sự vọng muốn. Mẹ nó, vậy mà anh lại nổi lên phản ứng với con nhỏ ngu ngốc này. Bàn tay to bế ngang cái người còn đang ngây ra kia, trực tiếp đi đến phía giường lớn duy nhất trong phòng, bắt đầu cởi nút áo sơ mi. Lương Chân Chân hét lên một tiếng, ngã xuống đường theo một đường vòng cung, hoảng sợ nhìn trong mắt người đàn ông đang nhiễm tình dục. Ngay lập tức, cô chui vào trong chăn, cô không muốn bị cưỡng hiếp, không muốn, không muốn. Đằng Cận Từ vứt áo sơ mi xuống đất, lại bắt đầu cởi dây lưng, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi cô gái nhỏ đang trù loạn trong chăn, cái miệng gợi lên một nụ cười quyến rũ. Trốn, cô ta cho rằng mình trốn được sao? Cho đến khi trên người không có thứ gì cản trở nữa, anh khỏa thân từng bước một đi đến bên giường. Khó có được một người khiến anh có phản ứng, anh có thể không cưng chiều cô thật tốt sao? Đột nhiên trên người mát lạnh khiến cho Lương Chân Chân đã hét ầm lên, chân liều mạng đập, lùi người về phía đầu giường, đã bị Đằng Cận Từ bắt được. Tiếp theo là một thân thể rất nặng đè xuống người cô. Mặc kệ, bàn tay nhỏ bé của cô không ngừng đánh vào ngực, anh cũng không có chút phản ứng nào cả. Anh há miệng ngậm lấy nơi mềm mại trước ngực cô, đầu lưỡi linh hoạt trêu đùa, bàn tay to lại xoa nắn ở một bên còn lại. Chương 5. Thế nào, vừa lòng chưa? Lương Chân Chân chảy càng nhiều nước mắt, theo mắt không một tiếng động rơi xuống gà chảy đường trắng tinh, làm cho nó ướt đẫm. Trong lòng cô hiểu được, quan này cô đã không thể trở về là một cô gái hoạt bát vui vẻ, không buồn không lo nữa rồi. Trước ngực truyền đến cảm giác đau đớn làm cô nhíu mi. Đau quá, hơn nữa chỗ bị cắn trở nên có chút là lạ, khiến cô cảm thấy xấu hổ. Đằng Cận Từ thực sự không ngờ cô lại mang đến cho mình cảm giác ngọt ngào như thế. Bỗng đầu lưỡi liếm một vòng, làm cho quả anh đào trước ngực cô đứng thẳng, rồi lại từng ngụm nuốt vào, quá mềm mại, làm cho anh nghiện. Lương Chân Chân có chút không chịu nổi, anh cứ hùng hằng mãnh liệt cắn nuốt như thế, mà để cô khó chịu hơn, bên trong thân thể lại nóng ran, giống như bị lửa đốt, bùng cháy lên.
cổ họng không kiềm chế được khẽ phát ra một tiếng rèn mềm mại. Tựa như đang làm nũng, vừa như muốn từ chối lại vừa như muốn hoan nghênh. Khi cô kịp nhận ra, lập tức xấu hổ đến khuôn mặt đỏ bừng, chỉ hận không thể cắn rách môi mình, tại sao lại có thể phát ra tiếng xấu hổ như thế chứ? Đang cận từ thật buông viên anh đào kiểu diễm ướt át ra, chống hai tay lên, từ trên cao nhìn xuống cô gái nhỏ phấn hồng. Khuôn mặt trắng nõn tựa như gốm sứ thượng hạng, tỏa ra nét trong sáng tinh khiết, khiến người ta phải chiều mến. Hai má ửng hồng như cánh hoa đào nở rộ vào tháng tư, làm người ta say lòng, đôi mắt vô tội đèn láy như hai viên bảo thạch. Êm ả, tựa như một làn nước xuân, giờ phút này lại như thêm vài phần mông lung. Nhất là đôi môi đang run rẩy kia, mềm mại như thạch quả hoa quả, nhìn liền muốn cắn một ngụm. Lương Chân Chân bị anh nhìn bằng ánh mắt sắc bén thì khó tránh khỏi sợ hãi. Toàn thân người đàn ông này toát ra hơi thở nguy hiểm, khiến trong lòng cô sợ hãi, anh nắm chặt chăn, nhắm mắt lại, quay đầu sang chỗ khác, không dám tiếp tục nhìn thẳng vào mắt anh nữa. Chết tiệt, mở to mắt ra nhìn tôi. Đằng cận từ bá đạo ra lệnh, sao mà càng nhìn càng thấy cô giống tự yêu tình chọc giận người khác, hình như đáng thương vô tội, nhưng thực ra lại có tiềm chất làm cho đàn ông nổi điên. Đột nhiên nhiệt độ ở dưới bụng tăng cao, làm cho anh suýt chút không kiềm chế được. Hầu hết, nhấp nhô hai cái, cúi đầu, chiếm giữ hai cánh mồi đỏ mọng kia, mãnh liệt mút, liếm, cắn. Đầu lưỡi càng thêm linh hoạt mở ra hai hàm răng đang cắn chặt của cô, tiến qua thần tốc, cuồng dã càng quét cho lòng ngọt ngào bên trong miệng cô, cái này kia như muốn nuốt cô vào trong bụng bệnh. Lương Chân Chân bị lửa nóng khiến anh tiến công làm cho đầu óc mê muội, cô cảm thấy mình thiếu chút không khí, đến sắp không thở nổi rồi, đột nhiên lại cảm giác được có vật gì cứng ở phía dưới mình, thật là khó chịu. Trách đưa tay đẩy vật đó, thế nhưng cảm giác nóng rực kia, đó cô đột nhiên thanh tỉnh, cô vậy mà lại đi đụng vào cái kia của anh. Trong nháy mắt, mặt cô càng đỏ hơn như quả cà chua, ngượng ngùng muốn rút tay lại, lại bị người xấu xa kia bắt được. Thế nào, có vừa lòng không? Lương Chân Chân trong nháy mắt huyết khí dâng trào, anh biết mà cọc để mình sờ. Trời ạ, sao cô có thể làm cái chuyện như thế, thật là muốn đập đầu vào miếng đậu hũ chết đi. Đằng cận từ rất có hứng thú nhìn khuôn mặt từng hồng như trái táo của cô, dường như còn đỏ hơn cả con tôm. Tia vui vẻ trong mắt càng sâu, ngay cả chính anh cũng không phát hiện ra. Ở một nơi khác, Nam Công Thần vô cùng hoảng sợ. Cậu chủ, cậu vậy mà nở nụ cười, còn cười đến hại nước hại dân như vậy, cười đến yêu nghiệt quyến rũ như vậy. Trời ơi, tôi... Đằng cận từ lại nhìn quanh liếc mắt anh một cái. Đi ra ngoài, đánh trả lừa thì thôi. Chương 6, hình như cô sắp chết rồi. Tôi không cố ý. Lương Chân Chân ấp úng giải thích, đôi môi đỏ mọng hơi sưng, lại thêm bộ dáng hốt hoảng kia, thật làm cho người ta thương yêu. Đôi mắt của đằng cận từ đèn như mực, trong mắt là hai đám lửa cháy hừng hực. Cúi người, hôn lên cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào kia lần nữa, bàn tay to lại trượt theo lưng bóng loáng của cô một đường đi xuống. Đến chỗ khiến cho cô gái trong ngực run rẩy, đằng cận từ không có một chút ý muốn dừng lại nào, ngược lại càng không có chút kỳ kỵ, trong lòng càng không ngừng kêu gào, muốn cô ấy, muốn cô ấy. Không hề do dự, bằng lưng một đường đi vào. Lương Chân Chân đau đến hét lên, nghe nói lần đầu tiên của con gái đều rất đau, quả nhiên đúng là như vậy. Đằng cận từ cũng không dễ chịu hơn cô, mặc dù anh đã 30 rồi, nhưng về phương diện này lại không có một chút kinh nghiệm nào. Trước đây, bà nội cũng đưa rất nhiều phụ nữ đến chỗ anh, nhưng không ai có thể gọi lên hứng thú nguyệt thủy nhất của anh. Ngược lại, chỉ càng làm cho anh ghê tởm hơn, chỉ muốn bọn họ cút đi thật xa càng tốt. Mà cô gái nhỏ trước mặt này không những không làm cho anh thấy chán ghét, mà lại còn khiến anh có ý muốn đặt cô xuống dưới người, yêu thương cô thật nhiều. Lúc này, đằng cận từ giống một cậu thanh niên mới lớn lần đầu nếm thử tình dục. Sau khi nếm được món ngon rồi, động tác liền bộc phát hùng mãnh cuồng dã, không chút thương hòa tiếc ngọc. Hành vi chiếm đoạt như dã thú ấy khiến Lương Chân Chân ngất xỉu mấy lần, cô cảm giác chỗ đó của mình như sắp rách ra. Đau quá, ai tới cứu cô, hình như cô sắp chết rồi.
xong việc, Đặng Ngận Từ không chút lưu tình đứng dậy đi vào phòng tắm. 10 phút sau, đã mặc áo ngủ lụa màu đen bước ra, đi tới mép giường, ánh mắt liếc nhìn cô gái đang ngủ như đứa trẻ trên giường. Anh cũng không biết tại sao mà sư quỷ khiến mình lại mang cô về, nhưng không thể phủ nhận quyết định này là chính xác. Xoay người đi đến cửa sổ, đốt một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, sau lại chậm rãi thả khói. Đã bao lâu rồi anh không còn nhớ tới người đàn bà kia, đã bao lâu rồi trong mơ đã không còn xuất hiện hình bóng ấy, mà đêm nay những thứ phiền lòng này đều bị khơi gợi lên. Cho tới bây giờ anh cũng không hiểu được năm đó sao bà ta lại có thể quyết định bỏ anh ở lại khi anh mới 3 tuổi. Rời đi, bất luận anh khóc lóc van xin bà ấy đừng đi như thế nào, nhưng bà ấy chỉ quay lại lạnh lùng hất tay anh ra, sau đó kéo vali đi ra khỏi nhà mà không quay đầu lại lấy một lần. Dường như anh không phải là con ruột của bà ấy. Sau khi lớn lên anh mới hiểu được hết đó hết thảy là vì bên ngoài cha có tình nhân, mà kể từ sau khi bà ấy đi khỏi thì ông ấy lại càng thêm cản rỡ, còn thường xuyên mang những người đàn bà khác nhau về nhà. Điều khiến anh không thể chịu nổi là những người đàn bà kia lại tới quấy rầy anh. Một lần, hai lần, ba lần, cuối cùng anh cũng bộc phát, dùng thủ đoạn cực kỳ ác độc xử lý mấy ả đàn bà kia sạch sẽ. Cũng kể từ khi đó, anh sinh ra tự căm ghét đối với phụ nữ, khuôn mặt của bọn họ luôn làm anh nhớ những hình ảnh buồn nôn kia. Vì vậy, tin tức Đặng Thiếu chán ghét phụ nữ nhanh chóng lan ra, cũng làm cho trái tim của những cô thiếu nữ ở thành phố C tan nát. Sau khi Đặng Đồ Nhân biết chuyện, lập tức mắng con trai một trận, sau đó tự tay nướng cháu trai bảo bối lớn lên. Đây cũng chính là lý do tại sao hai bà cháu lại thương yêu nhau như vậy. Trên mặt đất, nhanh chóng rơi đầy tàn thuốc lá, đôi mắt âm u lạnh lùng của tượng Cận Tư như phủ thêm một tầng sương khói, làm cho người ta không thể thấy rõ thân sắc nơi đáy mắt của anh. Chương 7. Đau thương cũng nhớ lại. Ngoài cửa sổ, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa thủy tinh rọi vào phòng. Rơi trên sàn nhà, trên giường, nhuộm lên một mảnh ánh sáng nhàn nhạt, yêu ái bao bọc lấy người đang ngủ trên giường. Lương Chân Chân ừm một tiếng, khẽ cựa mình, phía dưới truyền đến một trận đau nhức tê dại khiến cô trong đáy mắt tỉnh táo lại. Rồi đột nhiên mở to mắt nhìn xung quanh căn phòng xa lạ, bỗng chốc cảm thấy hoảng hốt. Tối hôm qua, cô bị một người đàn ông hiểm mua một đêm, sau đó anh ta điên cuồng đòi hỏi cô cả một đêm. Cuối cùng cô đau đến ngất đi. Cố gắng ngồi dậy nhưng không thấy người đàn ông kia đâu. Chẳng lẽ anh ta đi rồi? Vậy tiền đâu? Nếu như không lấy được tiền, những gì cô đã làm tối qua chẳng phải là uổng phí hết rồi sao? Nhớ lại đến giờ phút này, mẹ Diệp vẫn đang nằm trên giường bệnh chờ tiền làm phẫu thuật. Lương Chân Chân gấp đến độ muốn khóc. Bác sĩ đã nói bệnh của mẹ Diệp không thể kéo dài thêm được nữa. Hôm nay là ngày cuối cùng, nếu như không có tiền để phẫu thuật thì sợ là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Lương Chân Chân cảm thấy vô cùng tự trách, cô cảm thấy mình đúng là khắc tinh. Năm ấy, mẹ bị bệnh rồi qua đời, ký ức ấy vẫn còn ghi ở trước mắt, không nghĩ tới bây giờ, đến cả mẹ Diệp cũng... Nhớ tới ngày đó, bên ngoài trời có tuyết lớn, một mình cô, một đứa bé mới 5 tuổi ở nhà xác lạnh run. Dường như nước mắt đã cạn rồi, nhưng mẹ vẫn cứ nằm trên giường không nói một câu, cơ thể lạnh như băng. Mặc cho cô gào khóc như thế nào, mẹ cũng không nói một câu với cô. Thế giới bỗng nhiên sụp đổ. Sau đó, mẹ Diệp ở bên cạnh tốt bụng nhận nuôi cô, còn giúp cô an táng mẹ. Từ đó, cô đã thề với lòng mình phải báo hiếu và chăm sóc mẹ Diệp thật tốt. Nếu không có mẹ Diệp, chỉ sợ cô đã trở thành một đứa bé mồ côi. Cô cắn môi nhớ lại 13 năm qua, từng chút một. Tuy mẹ Diệp không phải mẹ ruột cô, nhưng vẫn chăm sóc cô chú đáo, quan tâm có thừa, càng yêu thêm mến. Cái gì ngon cũng để dành cho cô. Những bạn học trong trường nói cô là cô nhi không cha không mẹ, cũng là mẹ Diệp đến nói cho bọn họ biết, bà là mẹ đẻ của cô. Vốn nghĩ rằng người tốt sẽ được báo đáp, nghĩ đến mấy ngày trước, mẹ Diệp đột nhiên ngất đi. Sau khi được đưa đến bệnh viện, mới biết bà đã bị ung thư giai đoạn cuối, nếu không làm phẫu thuật kịp thời, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Việc này, đối với hai anh em khác như sấm sét giữa trời quang, sao lại có thể như vậy được? Mấy ngày này, hai anh em mới cảm thấy thấm thía thế nào là lòng người lạnh lẽo.
tất cả bạn bè và họ hàng thân thích đều dừng không quan tâm đến họ, không tỏ một chút thái độ nào. Rõ ràng là muốn cho vay tiền. Một khoản tiền lớn như thế, nói là mượn nhưng ai biết bao giờ mới trả được. Trong lòng Lương Trần Trần âm thầm thề, nhất định nghĩ biện pháp có được khoản tiền phẫu thuật. Nếu không cô sẽ cảm thấy day dứt, cảm thức lương tâm cả đời. Cô nhiều lần hỏi mới biết, bán mình là có tiền nhanh nhất. Mặc dù do dự, nhưng phần ân tình trong lòng đã khiến cô bất chấp bất cứ giá nào. Chỉ cần có thể cứu sống mẹ Diệp, cô hy sinh đêm đầu tiên của mình thì có là gì? Xã hội giờ cũng thoáng hơn nhiều rồi, cũng sẽ không có nhiều người quan tâm đến cái đầu này nữa. Đau một chút cũng không quan trọng, chỉ cần mọi người bình an, cô không muốn phải trở thành cô nhì một lần nữa. Đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa, đưa Lương Trần Trần trở về với hiện tại, vội vàng kéo chăn quấn mình lại cẩn thận, đôi mắt đèn cảnh giác nhìn về phía cửa. Chương 8. Đằng thiếu nói, cô có thể điền vào đây bao nhiêu tùy thích. Lương tiểu thư, xin hỏi cô đã tỉnh chưa? Người gõ cửa là Lam Cung Thần. Anh đã đợi dòng dã cho tới trưa, có trời mới biết anh có bao nhiêu xúc động muốn phá cửa mà vào. Rốt cuộc tối hôm qua, đằng thiếu dữ dội ra sao, lại để cô gái nhỏ này ngủ đến tận bây giờ. Sáng nay, cậu chủ tinh thần thoải mái đi làm, quả nhiên là đàn ông lâu nay không đụng vào phụ nữ, một khi đã đụng thì thật sự không giống với bình thường à. Nghĩ đến tối hôm qua nói chuyện với đằng phu nhân, nhìn thấy bộ dáng vui vẻ của bà, trong lòng không khỏi cảm khái vạn lần. Vốn anh cũng hoài nghi, nhưng xem ra thì bây giờ không còn để nghi ngờ nữa rồi. Đằng thiếu thật sự là một người đàn ông, không phải gay. Có chuyện gì sao? Lương Trần Trần khiếp sợ hỏi, cô còn nhớ rõ giọng nói của người này là cấp dưới của người hôm qua. Bà cô ơi, không có việc gì, tôi lại đợi cô đến giữa trưa sao? Tỉnh ngủ rồi thì đứng lên dậy đi, tôi còn phải chạy về công ty làm, không thì lấy cái gì nuôi miệng sống qua ngày đây. Trong lòng Nam Cung Thần đã chảy nước mắt thành sông rồi. Tuy nghĩ thế nhưng lại vẫn nhỏ nhã nói, ở đây vừa chuẩn bị quần áo mới và đồ dùng hàng ngày, khi nào có thể mang vào cho cô đây? Lương Trần Trần đang dầu dĩ vì không có quần áo mặc nên vội vàng trả lời, bây giờ đi. Nam Cung Thần cười yếu ớt, quả nhiên là cô gái đơn giản mà, tất cả suy nghĩ đều hiện lên khuôn mặt cô. Quần áo được đưa vào đầy đủ, ngay cả quần áo lót cũng có. Mặt Lương Trần Trần ửng hồng, vội vàng chịu đựng cơ thể đang đau nhức, mặc quần áo xong mở cửa đi ra. Quả nhiên là một tiểu nữ sinh thanh thuần lòng người, váy màu hồng càng được tôn lên làn da trắng nõn nà của cô. Mang theo nét thanh xuân đứng đùng với đằng thiếu thật giống như trâu già và thỏ non. Người nào đó còn đang mơ mộng nhìn chăm chăm người đẹp, còn Lương Trần Trần thì bị anh nhìn đến ngượng ngùng, đôi tay mềm mại đan vào nhau, khẽ nói. Nam Cung tiên sinh à, đây là chi phiếu, đằng thiếu nói cô có thể điền vào đây bao nhiêu tùy thích. Lúc nói xong câu cuối cùng, Nam Cung Thần cười đến có chút nịnh nọt, rất rõ ràng quả nhiên hôm qua cậu chủ rất hài lòng. Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh không thích hợp với trẻ nhỏ, khóe miệng không tự chủ mà cong lên thành một nụ cười dâm đãng, khiến đó Lương Trần Trần trong sáng thân khiết phải lảo đảo hai bước. Rõ ràng nhìn là một người đàn ông lịch sự, sao cười lại lên đáng khinh như vậy? Trong lòng cô âm thầm nói, lập tức tiếp nhận chi phiếu và bút trong tay Nam Cung Thần, điền vài con số rồi trả lại anh. Xin hỏi, bây giờ tôi có thể lấy số tiền này đi được chưa? Bây giờ tôi đang rất gấp. Lương Trần Trần cắn môi, đôi môi đỏ mọng nói, cô phải lập tức chạy đến bệnh viện mới được, bệnh tình của mẹ Diệp không thể kéo dài thêm được nữa. Nam Cung Thần cho là vừa rồi cô hành động như thế là do hưng phấn quá độ, sợ anh đổi ý nên đưa lại tấm chi phiếu trên tay anh rồi điền vào. Nhưng đợi anh thấy rõ những con số trên tấm phiếu kia thì thiếu chút nữa không nói lên lời. Khóe miệng run run nói, Lương tiểu thư, cô xác định cô không điền nhầm chứ? Lương Trần Trần thành thực lắc đầu, cô chỉ cần 60 vạn tiền phẫu thuật cho mẹ Diệp, ngoài ra không muốn cái gì nữa cả. Ôi, trên đời này lại có một cô gái đơn giản, thành thật đáng yêu như thế này đây. Tiền cũng không cần nhiều, hay là đầu óc bã đậu. Thật ra, cô có thể thêm một số không,
hoặc là hai, hay bà cũng không có vấn đề gì cả. Nam Cung Thần cười rất dịu dàng, giọng nói tràn đầy mùi vị dụ dỗ. Anh không tin trên đời này lại có người không yêu tiền. Không cần. Lương Truyền Trần lắc đầu một cái, cô vẫn là nên nhanh chóng mang tiền đến bệnh viện là tốt nhất. Chương 9. Trần, em lấy 60 vạn này ở đâu ra? Khụ khụ, Nam Công Thần khó hiểu sở mũi, ánh mắt nhìn Lương Truyền Trần có chút kỳ lạ, làm cho cô hoảng hãi. Nam Cung tiên sinh, tôi có thể được chưa? Hiện tại, Lương Truyền Trần vô cùng gấp gáp, căn bản không quá để ý đến ánh mắt nghiên cứu tìm tòi con người kia đâu. À, đương nhiên có thể rồi, vừa đúng tôi cũng muốn tới công ty, không bằng để tôi đưa Lương tiểu thư đi một đoạn. Trong lòng anh đã có tính toán hết rồi, điều quan trọng là phải tìm được địa chỉ nhà của Lương Truyền Trần, bởi rất có thể Đằng thiếu sẽ muốn cô ấy. Cảm ơn, nhưng tôi có thể tự mình bắt xe đi. Tuy rằng nhà Lương Truyền Trần không khá giả cho lắm, nhưng giáo dục lại rất tốt, chưa bao giờ ham món lợi nhỏ lại càng không dễ dàng nhận ân huệ của người khác. Nam Cung Thần phát hiện cô gái trước mắt này thật sự bướng mình, nhưng cuối cùng anh vẫn không nổi giận. Chỗ này rất vắng vẻ, là của tư nhân, căn bản rất khó bắt xe. Cuối cùng Lương Truyền Trần đành khuất phục, bởi vì cô phát hiện ra nơi này thật sự rất vắng vẻ, ngay cả bóng dáng của một người cũng không thấy, chứ đừng nói là xe taxi. Bất đắc dĩ anh phải ngoan ngoãn lên xe của Nam Cung Thần. Nhưng mà tính toán của người kia cũng không sự thành công. Lương Truyền Trần xuống xe ở bệnh viện nhân dân, nói một tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng chạy vào. Nam Cung Thần nhìn dáng phấn hồng kia, dường như có chút suy nghĩ, bán mình cứu cha, khóe miệng không khỏi cười khổ, lập tức quay đầu xe rời đi. Tầng 3, ngoài phòng phẫu thuật, Lương Truyền Trần có chút mệt mỏi ngồi trên ghế đài. Ánh mắt cô không nhìn Tiêu Cự, nhìn chằm chằm xuống đất. Tất cả những chuyện này giống như đang nằm mơ, cho đến khi cửa phòng phẫu thuật khép lại, thần kinh căng thẳng của cô rốt cuộc cũng buông lỏng. Chỉ cần mẹ Diệp có thể khỏi bệnh, thì tấm màng kia có là gì đâu. Trần Trần, em lấy 60 vạn này ở đâu ra? Người hỏi là một chàng trai mặc quần áo thoải mái màu xám cho, bề ngoài trong sáng tuấn tú, người ngoài nhìn qua sẽ tưởng như thấy được một vị vương tử dịu dàng bước ra từ trong chuyện. Chỉ tiếc, bây giờ ánh mắt anh ta như muốn tìm người gây sự, hoàn toàn không tương xứng với khí chất ôn hòa của anh. Đó chính là Lập Thành Huân, con trai ruột của Diệp Lan. Anh trai của Lương Truyền Trần cũng là người mà cô thầm mến. Chỉ tiếc, Diệp Thành Huân đã sớm có người trong lòng. Đây chính là bí mật mà từ trước đến giờ cô vẫn mãi cất giấu tận sâu trong đáy lòng. Đây cũng là lần đầu tiên Lương Truyền Trần nhìn thấy ánh mắt dọa người như vậy của anh trai, cúi đầu xuống, đứng cả lúng túng, không dám mở miệng trả lời. Muốn cô nói thế nào đây? Muốn cô nói cho anh biết đây là tiền cô đi bán thân? Không, cô không làm được, cô không thể nói ra được. Như đó nói, có phải là sự thật không? Từ máu trong mắt Diệp Thành ngày càng nhiều, mắt càng đỏ, chót tràn ngập không thể tin và đau xót. Anh liên tục gọi điện thoại hỏi bạn bè và người thân vay tiền một đêm, thật vất vả mới mượn được 20 vạn, vội vàng cầm tiền chạy đến bệnh viện, thì được thông báo rằng em gái đã thanh toán toàn bộ số tiền phẫu thuật rồi. Một giây kia, anh giống như bị người ta tát một cái, sự thật tàn khốc nói cho anh biết. Diệp Thành Huân, mày thật cầm mẹ nó vô dụng, tiền phẫu thuật cho mẹ cũng không thu xếp được. Nhưng mà những lời nói thầm của y tá với nhau làm lòng anh khó chịu hơn, giống đâm một nhát dao vào ngực anh, cơ hồ làm anh mất đi lý trí. Trong vòng một đêm có 60 vạn, chưa bỏ đi ra ngoài bán thân, còn có thể làm gì nữa? Y tá rất hèn mọn nói. Ôi trời, nói không chừng người ta trong một đêm trở thành thiên kim tiểu thư đấy. Y tá ất kinh miệt cười nói. Chương 10. Anh lại đánh cô. Những lời nói không chịu nổi rơi vào tai Diệp Thành Huân từng chữ một, không tự giác siết chặt nắm đấm. Anh không tin Trần Trần là cô gái thiện lương, tốt đẹp như vậy, lại có thể chỉ vì tiền mà bán rẻ bản thân mình. Anh... Lương Trần Trần bị ánh mắt đầy tơ máu của anh làm cho sợ tới mức cắn chặt môi, mắt to nhanh chóng dâng lên rương mù, thanh âm rụt rè, khiếp sợ, giống như là một con mèo nhỏ bị thương, bất lực, yếu ớt. Trả lời anh, có phải thật hay không?
Bây giờ, Diệp Thái Huân đã mất hết sự bình tĩnh dịu dàng thường ngày, giọng nói chứa đầy lửa giận, khiến cho người nghe run sợ. Chỉ vì đây cô em gái yêu quý nhất của anh, trong lòng anh cô luôn thuần khiết như một đóa hoa sen trắng, không nhuốm bụi trần. Dù có chuyện gì cũng không để cô chịu chút ức. Hôm nay, khi nghe những lời nói chói tai của các y tá, một chút lý trí còn lại, trong lòng vì quá tức giận nên không còn. Cơ thể Lương Chân Chân run rẩy bởi giọng nói tức giận của Diệp Thành Huân. Nhưng cô vẫn bướng mình, đôi môi khẽ run, cúi đầu trả lời. Ừ. Cô biết tính tình của Diệp Thành Huân, mặc dù bên ngoài ôn hòa khiêm tốn, nhưng khi có chuyện anh muốn biết mà không có được đáp án, anh sẽ không bỏ qua. Một cái tát không một tiếng động rơi xuống, làm cho không gian yên lặng bên ngoài hành lang bỗng nhiên biến mất. Lương Chân Chân ngây ngốc che nửa bên mặt ửng hồng, nhất thời mê man, từng giọt mắt nhẹ nhàng tuôn ra, làm mờ cả hai mắt. Môi dưới đã bị cô cắn đến đầy máu, nhanh chóng tràn ra trong miệng. Anh đã đánh cô. Sau khi một tia lý trí quay trở lại, trái tim bỗng dưng có rút, đau đến hô hấp cũng khó khăn. Sao em có thể không thương tiếc bản thân như vậy, làm bại chuyện bán đứng thân thể mình? Trần, em thật làm cho anh thất vọng. Trong lòng Diệp Thành Huân cũng rất đau, bị chè mất lý trí, làm ra chuyện mình hối hận không kịp. Thì ra, ở trong lòng anh, mình đã trở thành cô gái hư hỏng rồi. Cũng khó trách, anh vẫn luôn yêu thích chị Nhã, một cô gái dịu dàng hiền thục. Mình chỉ là cô em gái nuôi thôi, còn hy vọng xa vời cái gì đây? Em chỉ muốn cứu mẹ Diệp, em không có sai. Lương Chân cắn môi nghẹn ngào trả lời, thừa dịp nước mắt còn chưa trào ra, nhanh chóng quay người chạy như bay ra khỏi bệnh viện. Dọc theo đường đi, nước mắt của cô như sông vỡ đê, chảy hoài không hết. Cô vốn cho là cho dù tất cả mọi người không hiểu cô cũng không sao, chỉ cần anh hiểu cô, tất cả đều đáng giá. Nhưng hôm nay cô mới biết, mình quá ngây thơ rồi. Anh sẽ không thích cô gái không còn trong sạch như cô nữa, nhất là cơ thể mình, thật là dơ bẩn. Trong bệnh viện, người ra ra vào vào nhìn cô không chút thiện cảm, bàn luận xôn xao, chỉ nhìn trò trò. Cô biết, ở đây không chào đón mình, trong lòng cũng không đè nén được bình thường nữa, liều mạng chạy như điên ra ngoài. Nhưng người đi đường nhìn thấy cô chỉ cảm thấy cô gái nhỏ này rất đáng thương, khóc đến đau đớn khổ sở thế này, cơ thể cô mảnh mai đến nỗi, chỉ cần một trận gió là có thể thổi bay cô. Sau khi không còn chạy được nữa, Lương Chân Chân mới ngồi xổm người xuống ôm đầu gào khóc. Giờ phút này, cô chỉ muốn giải tỏa hết phiền muộn trong lòng. Hoàn cảnh náo nhiệt bốn phía không hề liên quan tới cô, phong cảnh hoàn mỹ cũng thuộc về cô, hạnh phúc người khác có cũng không thuộc về cô, những thứ cô có chỉ là bi thương. Chương 11. Gặp lại. Trên hành lang bệnh viện, Diệp Thành Huân chán nản tựa vào tường, trong đầu hiện lên hình ảnh Trần Trần chạy đi vừa rồi, đau đớn, đứng bình, bất lực. Bị thương mắt cô đâm sâu vào lòng của anh, đau nhói. Em chỉ muốn cứu mẹ Diệp, em không có sai. Những lời này giống như một vết dao khắc vào lòng anh, khóe miệng nâng lên một nụ cười khổ. Sao anh lại không hiểu lòng hiếu thảo của Chân Chân? 13 năm qua, anh và mẹ đã sớm xem Chân Chân là một thành viên trong gia đình. Mà Chân Chân so với tưởng tượng của anh còn yêu mẹ hơn. Vì cứu mẹ, không thương tiếc cha đạp mình, sự lựa chọn này đối với cô mà nói nhất định rất khó khăn. Cô bé này... Mình thật là đáng chết, lại bị tức giận đến mê muội đầu óc, ra tay tát Chân Chân một cái, anh ảo não đấm một quyền ở trên trán, hối hận đến sành cả ruột. Không được, không biết cô bé kia còn đang trốn ở đâu khóc, anh tìm cô trở về mới được, sau đó xin lỗi cô. Chính mình vô dụng lại chút giận lên người em gái, thật không phải là hành động của một người đàn ông. Diệp tiên sinh, mẹ anh đã giải phẫu thành công. Đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng giọng phụ nữ khiến bước chân sắp nhấc lên của Diệp Thành dừng lại, vui mừng, sai người nhìn về phía y tá mặc áo trắng. Có thật không? Mẹ tôi đã phẫu thuật thành công. Vậy tôi có thể vào thăm bà một chút không? Diệp Thành Huân kích động mà hỏi, không gì có thể so với sự mừng rỡ của anh lúc này. Có thể, điều bây giờ, cơ thể bệnh nhân rất yếu, anh không thể ở lại quá lâu. Cô y tá gật đầu một cái. Cảm ơn. Diệp Thành Huân vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho em gái. Thật xin lỗi, số điện thoại của quý khách vừa gọi đã khóa. Anh than nhẹ một tiếng, cô bé kia khẳng định đang đau lòng đây.
anh gửi một tin nhắn đi. Cô bé ngốc, vừa rồi là anh không đúng, mẹ làm phẫu thuật thành công, mau trở lại. Đường lớn phồn hoa náo nhiệt, không bởi người nào bị thương mà bị dừng lại. Lương Trần Trần thút thít lau nước mắt trên mặt, hít mũi đứng dậy, đầu chút choáng váng. Cô biết mình thiếu máu, ngồi một lúc lâu sẽ chóng mặt. Lão đảo bước về phía trước, bây giờ cô đã không còn nhà để về. Bệnh viện, cô cũng không còn mặt mũi quay lại nữa rồi, nơi duy nhất có thể đến chỉ có là trường học. Trên ngã tư đường, đèn đỏ sáng, một chiếc xe đang dừng lại. Đằng Cận Từ không nhìn được, giơ tay lên nhìn đồng hồ. Anh đang vội tham gia một cuộc hội nghị thương mại, còn 10 phút, anh không muốn đến trễ. Đằng Thiếu, anh xem người đối diện kia không phải là Lương Tiểu Thư sao? Sao mà thấy thể thảm như vậy? Nam Cung Thần Tính nhìn thấy Lương Chân Chân đang đi qua đường, sao mới vài giờ không thấy lại có bộ dạng này? Vốn Đằng Cận Từ không muốn nhìn, nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được liếc qua, mi tầm như chặt. Trong tròng mắt đen bé lên ánh sáng không rõ. Cô gái này đang dở trò quỷ gì? Cặp mắt lên giống như hai quả đào lớn, sắc mặt trắng bệch, đôi môi bẩm tím, đi bộ thì lung lay, tinh thần hoảng hốt đi theo đám người, giống như là một người không có linh hồn. Nam Cung Thần cẩn thận nhìn biểu tình của cậu chủ, lại nhìn cô gái đang hoảng hốt trên đường, trong lòng bỗng lóe lên một suy nghĩ. Đằng Hiếu, hay là tôi đến mời Lương Tiểu Thư tới ngồi một chút? Chương 12, gặp thoáng qua. Đằng Cận Từ lạnh lùng liếc người nào đó một cái, mắt lại không nói gì nữa. Yên ổn tựa vào ghế ngồi, giống như mọi chuyện vừa xảy ra không tồn tại. Cũng trong lúc đó, đèn xanh sáng, tài xế xe lời đi, Nam Cung Thần mất mặt sở lỗ mũi, trong lòng buồn bực. Vừa rồi, rõ ràng mắt cậu chủ nhìn Lương Tiểu Thư lộ ra chút quan tâm à. Bằng nhãn lực của bản thân, không có khả năng đoán sai. Chẳng lẽ, anh liếc nhìn người nào đó đang nhắm mắt dưỡng thần, lại nhìn bóng lưng mỏng manh dần dần đi xa, lại nhìn lại, trầm tư. Tối nay tìm cho tôi một người phụ nữ. Trong buồng xe yến, Đằng Cận Từ thình lình thốt lên một câu, làm Nam Cung Thần sợ tới mức giật mình một cái. Kinh ngạc ngẩng đầu. Tìm phụ nữ làm gì? Hoàn toàn chưa suy đã thốt ra khiến Nam Cung Thần thật muốn cắn lưỡi tự sát. Tìm phụ nữ không thể làm gì, đương nhiên là này nọ rồi. Xem ra sau tối hôm qua Đằng Thiếu không còn chán ghét phụ nữ nữa, đúng là một chuyện tốt. Đoán chừng mấy thục nữ danh môn của thành phố xe sẽ điên cuồng chen nhau muốn lên giường với Đằng Thiếu. Không khí lạnh lẽo trên đầu khiến Nam Cung Thần mất tự nhiên, nặn ra một nụ cười rực rỡ. Cậu chủ yên tâm, tối nay bảo đảm cậu sẽ hài lòng. Lúc này, Đằng Từ mới nhèo mắt lại không nhìn anh nữa, bóng dáng cô gái nhỏ vừa rồi, đáng chết, vẫn còn lúc ẩn lúc hiện trong đầu anh, làm lòng anh phiền loạn, đưa tay kéo cà vạt, miệng thở ra một hơi. Anh không tin, chỉ cô gái kia mới có thể mang cho anh cảm giác, tối nay phải thử nghiệm một phen. Tinh thần của Lương Trần Trần hoảng hốt đi về trường học, dọc theo đường đi bị người chỉ trỏ, cô coi như không nhìn thấy, cũng không nghe thấy. Vào ký túc xá đi đến bên đường, quần áo cũng không thay, liền chui vào trong chăn. Cậu làm sao vậy? Bị bệnh sao? Không khỏe chỗ nào? Tiết Dài Nhi liền tiếp hỏi, trong lúc vô ý, lại thấy trên mặt Lương Trần Trần có nằm dấu tay đỏ tươi, nhất thời, giọng nói cao lên vài phần. Đây là bị tên khốn kiếp nào đánh, chán sống sao lại dám ra tay với đánh người? Xem mình trừng trị nó thế nào? Cô và Lương Chân Chân học trong một trường hồi trung học, mặc dù lúc đó có biết nhau nhưng không thân lắm. Từ khi lên đại học, được sắp xếp vào cùng một lớp, ở chung trong ký túc xá, hai người mới phát hiện có loại tiếng ẩn không thể gặp sớm hơn. Không chỉ hiểu nhau mà còn rất ăn nhịp. Còn hai người khác, một là cô gái sảng khoái, hoạt bát đến từ Sơn Đông, còn lại là một cô gái dịu dàng, thành tú đến từ Huy Châu. Bởi vì mới ở chung nửa kỳ, giữa bốn người vẫn tồn tại chút khoảng cách, chưa hoàn toàn mở lòng với nhau. Không có việc gì. Giọng nói của Lương Chân Chân nhẹ nhàng buồn bực. Bây giờ cô không muốn nói chuyện, muốn một chút cũng không muốn nói, bao gồm cả với người bạn tốt nhất, Tiết Dài Nhi.
chỉ muốn làm đà điểu che giấu bi thương của bản thân. Tiết Giai Ni nhíu mày nhìn bạn tốt cò thành một đống, chỉ cần có người liếc mắt nhìn ra được, cô rất không ổn, nhất định là đã xảy ra chuyện lớn gì rồi. Sao chưa đến một ngày đã xảy ra chuyện rồi? Bình thường Trần Trần không thù với ai, mà tột cùng là tên khốn khiếp nào ra tay tàn nhẫn như vậy? Để cô biết tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Hừ, quả thật không bằng cầm thú. Chương 13. Gặp sai đối tượng. Tại bệnh viện, trong một phòng bệnh. A Huân, còn lấy đâu ra tiền viện phí phẫu thuật này? Đây là câu nói đầu tiên của Lan sau khi tỉnh lại hỏi. Diệp Huân rất hiểu rõ tính tình của mẹ mình, cho nên đã sớm nghĩ xong cách giải thích. Mẹ, đừng lo lắng, đây là tiền lương công ty ứng trước cho con, về sau mỗi tháng trừ 2.000, cho đến khi trừ hết mới thôi. Con không gạt mẹ phải không? Diệp Lan không tin cho lắm hỏi lại, bây giờ làm gì có công ty tốt như vậy, chỉ một nhân viên bình thường ứng trước một số tiền lớn vài chục vạn như vậy. Mẹ, đó là bởi vì con trai của mẹ xuất sắc, công ty xem trọng, hơn nữa số tiền kia con ký hợp đồng thì cũng giống như đi vay. Bây giờ công ty lớn đầu tư cho người mới, chút tiền này đối với bọn họ mà nói chả có gì đâu. Diệp Bình Huân cười hà hà giải thích. Anh không phải muốn nắm tất cả công lao ở trên người mình, chỉ là tôn trọng sự lựa chọn của em gái. Nhất định cô không muốn mẹ biết số tiền đưa từ đầu mà có, nếu không mẹ vĩnh viễn sẽ sống trong sự tự trách. Khẳng định trong lòng Trần Trần càng khó chịu. Sai lầm thứ nhất không thể có sai lầm lần thứ hai. Trần Trần, anh sẽ em giữ bí mật này. Thằng quỷ này, sao không phải biết khiêm tốn, nếu công ty xem cho con như vậy nên cố gắng làm việc cho tốt đó. Diệp Lan cười yếu ớt, trong ánh mắt đều là cưng chiều. Ngày sau đó, nhìn sắc trời bên ngoài, Diệp Lan lo lắng hỏi. Tiểu Trần đâu, còn chưa ta học sao, nó biết mẹ phẫu thuật thành công chưa? Biết, hôm nay Trần Trần có khá nhiều học, tối nay mới có thể đến. Diệp Thành Huân an ủi mẹ, trong lòng chỉ chờ đợi Trần Trần có thể nhìn thấy tin nhắn, sau đó chạy tới bệnh viện. Bằng không, anh cũng không biết giải thích với mẹ như thế nào. Đứa nhỏ này số khổ, còn làm anh phải quan tâm nhiều đến em gái biết không? Diệp Lan như con trai trách móc. Mẹ, thật sự đó là em gái duy nhất của con không thương nó thì còn thương ai? Diệp Thành Huân cợt nhả nói, trong lòng cũng đang đau khổ vì một cái tát hồi sáng. Chẳng lẽ lúc đó lại mình bị điên, sao có thể xuống tay được? Nếu như bị mẹ biết, đoán chừng sẽ hùng hăng đánh mình một trận. Mẹ, mẹ vừa làm giải phẫu xong, nằm nghỉ ngơi trước đi, con ra ngoài gọi điện thoại. Diệp Thành Huân đứng dậy đắp chăn rồi xoay người rời đi. Lúc xoay người rời đi, đôi lông mày nhíu lại. Diệp Lan như có điều suy nghĩ, nhìn theo bóng lưng con trai, cảm thấy nó có chuyện gì gạt mình. Trên hành lang ngoài phòng bệnh, Thành Huân không biết làm sao nhìn điện thoại di động. Rốt cuộc, con bé ngốc này đi đâu vậy? Có trở về kiếm xá hay không? Vẫn tắt máy, làm cho người ta lo lắng mà. Thật may là có số điện thoại của ký túc xá, vội vàng nhấn số gọi. Trong phòng 520 ở ký túc xá, điện thoại riêng đột ngột vang lên, Cát Xuyến đang rửa mặt. Một cái vọt qua, ngọt ngào nhận điện thoại, bởi vì mỗi ngày lúc này là thời gian nấu cháo điện thoại cố định của cô. Đồ quỷ, sao hôm nay sớm 5 phút đồng hồ? Đây là tên gọi thân mật và Cát Thiến dành cho bạn trai. Đầu dây bên kia sắc mặt Diệp Thành Huân đờ cứng vài giây, khóe môi run lên, rất nghi ngờ mình có gọi lộ số điện thoại không, xác nhận số một lần nữa. Không sai, nhưng làm đúng này thật sự làm anh khó có thể ăn tiêu, hít thở sâu một hơi. Xin họ, trong ký túc xá của các cô có tên là Lương Trần Trần không? Chương 14, có lương tâm hay không? Tìm ai? Lương Trần Trần sao? Cát Xuyến vô cùng xấu hổ, chỉ hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Không biết làm sao, hai người chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh khóa cửa lại, không ra ngoài nữa. Tiết Giai Ni và Tần Duyệt nhìn thấy hành động không bình thường của cô, không nhịn được chè miệng cười trộm. Giọng nói thật ngọt ngào khi phát ra hai chữ đồ quỷ vừa rồi, đoán chừng làm người ta nổi hết cả da gà. Cười cái gì? Hai người mau nghe điện thoại đi. Cát Xuyến lộ ra nửa cái đầu, nghiến răng nói, cô chỉ dịu dàng đối với một người.
đó chính là người bạn trai cô quen 3 năm nay. Tiết Dài Nhi để một ngón tay ở trên môi, dùng mắt ra hiệu Trần Trần còn đang ngủ, nhỏ giọng một chút. Này, cái từ này ngay từ lúc học tiểu học đã có người nói, cho nên anh không ngại. Các xuyến xấu hổ của cua móng vuốt, chỉ tiếc là cách một cỡ không có một chút đỡ tác dụng nào. Diệp Thành Huân có chút không thể tin, đầu dây điện kia điện thoại gắt, quyết liệt, không biết là có chuyện gì không. Anh cảm thấy mình nhất định là gọi sai số điện thoại, đang chuẩn bị cúp máy thì một giọng nữ vang lên. Anh tìm Lương Chân Chân sao? Đây là ký túc xá của cô sao? Đúng vậy, cô là ai? Tiết Dài Nhi cảm thấy giọng nói của anh hơi quen tai, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai. Tôi là anh trai của cô ấy, nếu như cô ấy ở đó, có thể gọi cô ấy đến nhận điện thoại không? Anh trai, chính là Diệp Thành Huân người Chân Chân vẫn mến sao? Chẳng lẽ anh ta là người đã làm tổn thương Chân Chân? Đến đây, giọng nói cũng thay đổi. Cô ấy không thoải mái, cô ấy không muốn chuyện với anh. Diệp Thành Huân nghe những lời này trong lòng không được thoải mái cho lắm. Vậy, xin cô nói với nó một tiếng, mẹ Diệp đã giải phẫu thành công, rất muốn gặp nó. Đàn ông xấu cũng biết dùng thân tình tấn công, Tiết Dài Nhi mắng thầm trong lòng. Chẳng lẽ anh muốn cho Chân Chân đi ra ngoài quên dấu ngón tay đỏ trên mặt, anh có lương tâm hay không? Tiết Dài Nhi cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng nói, cô chỉ là cố ý thử dò xét anh. Nếu là đánh anh, như vậy thì Chân Chân chút cơn giận này cũng không tệ. Nếu như không phải là anh đánh, càng có thể nhìn ra anh rốt cuộc có loại tình cảm gì đối với Chân Chân. Đàn ông thật xấu, em gái bị đánh cũng nên có chút hành động đi chứ. Đầu điện thoại lập tức không có tiếng động, Tiết Dài Nhi mắng thầm trong lòng. Diệp Thành Huân đáng chết, thì ra thật là đồ khốn kiếp anh làm. Xem lần này cô mãi mãi cùng đập anh như thế nào, đồ khốn khiếp, khốn khiếp. Tức giận cục điện thoại, quay đầu lo lắng nhìn chừng bóng dáng đang cuộn thành một đống trên giường, cũng không biết là cô đang ngủ thật hay là giả. Trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút, nhắc nhở người đầu dây bên kia đã cúp máy rồi. Trong nháy mắt, tay Chân Thành Huân lạnh như băng. Xem ra, tối nay Chân Chân không tới rồi, một cái tát kia của mình rất mạnh, mặt của em ấy. Trong phòng 5818, hào hoa của khách sạn Đế Hào Tư. Để ánh đèn mập mờ với loại âm nhạc làm cho tim người ta đập mạnh nóng bỏng, một người phụ nữ có gương mặt rất hấp dẫn xinh đẹp mặc áo ngủ bằng tơ tằm nằm ở trên giường. Một lát ưỡn ngực, một lát nhấc mông, một lát vuốt ve đôi chân dài nhỏ. Cho dù thân hình lay động thế nào, ánh mắt cầu hồn đoạt phách thủy chung không rời khỏi người đàn ông đẹp trai mặc tây trang màu đen kia. Ngón tay thon dài dọc theo ngực từ từ đi xuống. Khẽ rũ mắt, phóng một ánh mắt quyến rũ qua, ngón tay chậm rãi trượt xuống mảnh đất tĩnh mịch. Người đàn ông cũng không nhịn được nữa, mặt áp lạnh áp lên người. Người phụ nữ quyến rũ dương môi, cặp chân nhanh chóng vòng qua hông tráng kiện của người đàn ông, cả rỡ nhấc mông. Hết chương 14, hết tập 1. Xin cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe, để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!